Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Ford Fiesta sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh được hơn 9 vạn km rồi quý vị và các bạn nhé. Thì tôi cũng giới thiệu sơ qua với quý vị và các bạn về chiếc xe Ford Fiesta một chút ạ. Ở xe Ford Fiesta thì nó có những phiên bản, ví dụ như phiên bản hatchback và những phiên bản sedan. Trong phiên bản hatchback và trong phiên bản sedan đều có phiên bản là 1.0 và phiên bản 1.5 các bạn nhé. Động cơ 1.0 EcoBoost thì là bắt đầu từ năm 2015-16 trở lại đây thì Ford mới bắt đầu cải tiến đưa động cơ EcoBoost 1.0 vào cho chiếc Fiesta, cũng giống như những chiếc xe EcoSport đấy ạ. 1.0 EcoBoost đi rất là tiết kiệm nhiên liệu mà lại rất là khỏe các bạn nhé. Đấy thì ngày hôm nay tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Ford Fiesta hatchback phiên bản 1.0 EcoBoost sản xuất năm 2016 màu đỏ đây các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn, các bạn xem từ những cái phần đầu này còn rất mới đây. Những cụm đèn còn rất là mới này. Những cái dòng xe hatchback này thì phần lớn là những người mà đi ít này, đặc biệt là những đàn ông đi ít hoặc là phụ nữ, chị em phụ nữ đi những cái dòng nhỏ gọn này các bạn nhé. Cho nên là gần như ở cái phân khúc này xe đều chạy ít các bạn ạ. 2016 tính ra là đến nay thì cũng đã là 7 năm sử dụng rồi nhưng mới lăn bánh có hơn 9 vạn km thôi các bạn ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 315 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Fiesta phiên bản 1.0 EcoSport 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford Fiesta phiên bản 1.0 EcoBoost 2016 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất bên ngoài cũng như là về cái phần nước sơn của chiếc xe các bạn nhé. Màu đỏ thì rất là đẹp rồi, rất là phù hợp với các chị em phụ nữ cá tính, và đặc biệt là màu đỏ đi trong cái dịp Tết thì rất là may mắn các bạn nhé. Đầu xuân năm mới đến nhà ai chúc Tết, những chiếc xe màu đen là người ta cũng sẽ không, chủ nhà cũng sẽ không vui bằng những chiếc xe màu đỏ được các bạn ạ. Đấy, đầu năm mới bắt đầu vừa đến cổng nhà người ta một chiếc xe màu đỏ, tôi đảm bảo với quý vị và các bạn là các chủ nhà đều rất là hân hoan, hoan hỉ chào mừng các bạn nhé. Chứ màu đen là chắc chắn là sẽ không vui bằng những chiếc xe màu đỏ được. Đấy, rất là đẹp luôn. Về chiếc xe này thì sơn zin nguyên bản của xe bên ngoài này cũng còn rất là nhiều, các bạn xem này. Đấy, sơn zin nguyên bản còn rất là nhiều nhé. Cụm đèn pha rất là mới đây các bạn xem này. Cụm đèn pha rất là đẹp luôn. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, chưa có bị xước sát, móp méo gì các bạn nhé. Nhìn về phần đầu cũng đã thấy rất là ấn tượng bởi đôi đèn pha còn rất là mới và sáng.
Tiếp theo đó là cái logo cũng như là cái lưới tản nhiệt cũng đều rất là đẹp, các bạn xem này, đều rất là đẹp, rất là mới các bạn nhé. Bên cạnh đó là cụm đèn gầm cũng còn rất là đẹp đây, các bạn xem này, xe cũng đã được trang bị sẵn đèn gầm rồi các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe 2016 tính ra là 7 năm sử dụng rồi mà còn rất là đẹp đây các bạn này. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Dàn lốp cũng còn rất là dày các bạn nhé. Dàn lốp còn rất là dày, la răng thì la răng đúc, chưa có bị xước sát gì cả, các bạn xem đây ạ. Đấy, dàn lốp thì dày này, la răng đúc, chưa có xước sát gì cả. Nhìn về cái đằng sau thì quý vị các bạn cũng thấy đây ạ, rất là ấn tượng bởi đôi đèn hậu còn rất là sáng này. Đôi đèn hậu cũng rất là sáng. Những phụ tùng của những chiếc xe Ford đến từ đất nước Mỹ này thì bao giờ là cái rất là bền, cho nên là nhìn những cái cụm đèn nó cũng rất là sáng, nó khác hẳn so với chất lượng của những chiếc xe Hàn các bạn nhé. Đấy, nhìn cái cụm đèn nó sáng như này đấy ạ, mới như này đấy, nhiều người lại nghĩ là thay rồi, nhưng thực tế ra là đồ của Ford rất là bền. Bên trên thì xe cũng đã được trang bị đuôi gió này, đèn phanh trên cao này. Đấy, phiên bản Ford Fiesta 1.0 EcoSport, phiên bản này là phiên bản S thể thao rồi các bạn nhé. EcoSport 1.0 thể thao. Xe đã được trang bị camera lùi, cảm biến lùi các bạn nhé. Đây là đã có camera lùi, cảm biến lùi rồi. Đấy, dàn lốp thì các bạn xem đây ạ, cả 4 quả lốp còn rất là đẹp. Lớp sơ cua còn mới tinh chưa hạ các bạn nhé. Lớp sơ cua chưa dùng thế nào cả, còn rất là mới. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn các bạn nhé. Rất là đẹp luôn, một chiếc xe 2016 mà đẹp và đều xe như này đấy ạ. Về phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Xe được trang bị khóa thông minh này, bấm tay để mở cửa đây các bạn nhé. Đấy, toàn bộ về nội thất của chiếc xe thì đầu tiên là tôi vẫn cho quý vị và các bạn xem về cái táp bi cánh cửa phía trước bên lái này, keo chỉ còn nguyên này, táp bi cánh cửa còn nguyên và còn rất là mới này. Đấy, táp bi rất đẹp, nhìn từ táp bi cho đến táp lô. Đấy, táp bi, táp lô, vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp các bạn nhé. Đây, đồng hồ công tơ mét đây, 9 vạn các bạn ạ, 9 vạn mốt, chính xác là 9 vạn mốt. Và đây là lịch sử bảo hành, bảo dưỡng mà chủ xe đang làm đấy ạ. Chủ xe vừa mới thay dầu ở 9 vạn chẵn này, 9 vạn chẵn và đang hẹn 9 vạn rưỡi thay dầu tiếp theo, thì bây giờ đang chạy được 9 vạn mốt rồi các bạn nhé. Đấy, điều này là chứng tỏ là chúng tôi không tua đồng hồ các bạn nhé, đồng hồ không tua này. Đấy, thay dầu vào thay dầu là 9 vạn và đang hẹn 9 vạn rưỡi và đồng hồ của tôi là đang 9 vạn mốt. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Xe đã được trang bị sẵn nội thất da và chủ xe cũng đã trải sàn da rồi đây. Đấy, đã có trải sàn da này, toàn bộ những cái phần trần đều rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển đây ạ. Đấy, toàn bộ từ những cái ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên bản hết luôn. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là còn nguyên bản, chưa có bị lâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem. Keo chỉ là cũng còn nguyên bản này, chắc chắn với quý vị và các bạn là keo chỉ còn nguyên bản nữa này. Táp bi cánh cửa này rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn xem. Từ những cái móc cửa này, công tắc lên xuống kính này đều rất đẹp đây. Đấy, nhìn về bên trong nội thất phía sau này thì cái ghế, hàng ghế sau này đẹp. Hàng ghế sau này ít người ngồi hơn cho nên là còn rất là mới này. Đấy, tất cả những cái phần nỉ trần đều rất là đẹp các bạn nhé. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem toàn bộ về những cái phần option cũng như là về cái phần đồng hồ của chiếc xe các bạn nhé. Bây giờ thì tôi sẽ bật điện lên để cho quý vị và các bạn cùng xem. Khóa thông minh đây nhá, bấm tay để nổ start top đấy ạ. Đấy, đồng hồ công tơ mét này, 9 vạn mốt, vô lăng cần số đây các bạn xem này, cái vô lăng này đều rất đẹp này, vô lăng tích hợp các phím điều khiển này, cái cần số này thì chủ xe bọc ra này, cả cái bộ tay phanh nữa, tôi vừa mới cởi được, dở ra được cái tay phanh thôi, chứ còn cái cần số tôi chưa cởi được hết, vẫn còn đang để ở trong cái cốp kia đấy ạ. Toàn bộ những cái đồng hồ các bạn xem đây ạ, đều rất là đẹp này, với thiết kế của Ford dành cho chiếc Fiesta này là tương đối là đẹp rồi các bạn nhé, vừa đẹp vừa sang. Xe cũng đã được chủ xe lắp thêm cam lùi, cam hành trình đều ở trên cái gương này đây. Đấy, toàn bộ từ những cái phần nhựa này, phần nỉ các bạn xem đây ạ. Đấy, từ những cái phần nhựa, phần nỉ này, phần nhựa này, phần bên trần này các bạn xem này, đều rất là mới, rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, vì chiếc xe này mới lăn bánh được hơn 9 vạn km thôi. Đấy, đều rất đẹp luôn các bạn ạ.
Đấy, các bạn xem kỹ luôn cho tôi cái những cái phần trần này. Đấy, những cái phần nỉ trần này. Ở cái phân khúc xe này thì không có xe chạy dịch vụ mấy các bạn nhé. Điều hòa, xe đã được trang bị điều hòa tự động rồi. Đấy, tiếp theo thì tôi lại tạm thời tắt cái điện đi. Ra ngoài tôi giới thiệu tiếp cho quý vị và các bạn những phần còn lại của chiếc xe ở bên ngoài các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Một chiếc xe sản xuất năm 2016. Ở cái phân khúc này thì xe ít chạy dịch vụ cho nên là còn rất đẹp này. Đây là cái cốp sau, các bạn xem kỹ cho tôi những cái phần ốc cốp sau nhé. Ốc cốp sau này, keo chỉ cốp sau là còn nguyên bản này. Đấy, khẳng định với quý vị và các bạn là còn nguyên bản luôn này. Đấy, cốp sau này, keo chỉ này, còn nguyên zin hết luôn đấy ạ. Chưa có một con ốc nào tháo, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Đấy, các bạn xem này, rất đẹp này. Đằng sau rất là mới. Đấy, nhìn phía bên dưới thì các bạn thấy đấy ạ. Xe cũng ít để đồ cho nên là những cái nỉ này đều rất đẹp này. Nỉ đây đều rất đẹp và rất mới luôn các bạn nhé. Đấy, tất cả đều rất là mới, rất đẹp như này đấy ạ. Những cái phần nỉ ở trong khoang, động khoang cốp sau đều rất đẹp này. Tôi sẽ lật cái nỉ này lên cho các bạn xem nhé. Lớp sơ cua này là còn mới tinh chưa hạ thế nào đây này. Còn nguyên vạch sơn ở bên dưới các bạn nhé. Phải nhìn tinh mới thấy được vạch sơn này này. Vạch sơn ở bên dưới vẫn còn nhé. Chưa có hạ cái lớp sơ cua này đâu. Lớp sơ cua này còn mới nguyên. Và cái date sản xuất của cái lớp sơ cua này là 2015 đấy các bạn này. Đấy, lốp mới tinh luôn nhé. Lớp sơ cua chưa dùng thế nào. Rất là đẹp. Phía ta. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Cánh cửa phía sau bên phụ thì từ những cái keo chỉ của cánh cửa này, táp bi cánh cửa này. Đấy, đều rất đẹp luôn này. Đấy, rất là mới luôn các bạn nhá. Đấy, tất cả những cái này đều rất là mới, rất là đẹp luôn này. Toàn bộ từ trần này cho đến những cái phần ghế da này đều rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn xem này. Da này là da xịn của xe đấy các bạn này. Da này da xịn cho nên rất là mềm các bạn nhé. Mềm mà nó bền. Đi nhiều thì nó càng mềm thêm ra. Đấy là da xịn, đặc điểm của da xịn. Da đẻo thì là hay cứng, nhưng mà da xịn là mềm. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ này. Cũng được bấm tay để mở cửa các bạn nhé. Cánh cửa phía trước bên phụ này. Toàn bộ keo chỉ này là cũng còn nguyên bản này. Cam kết với quý vị các bạn là keo chỉ nguyên bản này. Táp bi cánh cửa đây đều rất mới, rất là đẹp luôn này. Ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên zin. Đấy, tất cả là còn nguyên zin hết các bạn nhé. Đấy, cho quý vị các bạn xem thật rõ luôn này. Ốc này còn nguyên zin hết luôn này. Đấy, tem này, số khung này. Đấy, tất cả đều rất đẹp này. Toàn bộ từ táp lô, đấy, táp lô cho đến táp bi đều rất là mới, rất là đẹp như này quý bạn xem đấy ạ. Đấy, tất cả táp lô táp bi đều rất đẹp luôn này. Vô lăng, cần số, tay phanh các bạn xem đây ạ. Đều rất là đẹp này. Vì chiếc xe mới lăn bánh hơn 9 vạn thôi. Đấy, những chiếc xe ở cái phân khúc hạng B mà chạy dịch vụ thì toàn phải mấy chục vạn rồi. Đấy, chiếc xe này thì đều rất đẹp luôn này. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Ford cũng đã trang bị cho chiếc Fiesta 2016 này một cái khối động cơ xăng EcoBoost 1.0, dung tích 1.0 EcoBoost với 3 máy, rất là khỏe các bạn nhé. Khỏe và lại tiết kiệm nhiên liệu các bạn ạ. Đấy, các hãng xe hơi gần đây bắt đầu đưa turbo này các vào động cơ để giảm thể tích làm việc của động cơ, nhằm mục đích là tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn giữ được nguyên cái công suất hoạt động của máy các bạn ạ, tức là vẫn khỏe mà lại tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, cho nên là động cơ bắt đầu từ 2015-16 đến bây giờ thì Ford cũng đã cải tiến rất là nhiều, đưa động cơ EcoBoost vào cho những chiếc xe Fiesta hoặc là những chiếc xe EcoSport ấy, cũng đều có phiên bản 1.0. Đấy, cho nên là chiếc xe này thì động cơ được trang bị động cơ EcoBoost rồi, 1.0, rất tiết kiệm nhiên liệu. Và đặc biệt mà tôi muốn giới thiệu đến quý bạn là ở chiếc xe này đây ạ, toàn bộ từ những cái ốc chân máy đây này còn nguyên bản hết luôn các bạn nhá. Ốc chân máy nguyên bản này, ốc trên mặt máy này còn nguyên bản hết luôn này, ốc choang dàn cò đấy còn nguyên ạ. Vì chiếc xe này mới chạy hơn 9 vạn thôi, chưa có động chạm gì vào cái ốc và cũng như là chưa có thay choang dàn cò, chưa có làm lại máy gì đâu. Đấy, còn nguyên bản hết. Đấy là cái điều không đâm đụng, không va chạm gì cả các bạn nhá. Và đây là những cái phần ốc cabo này,
ốc cabo nguyên bản này, keo chỉ cabo. Đấy, keo chỉ cabo là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhá. Đấy, tất cả những con ốc ở trên cabo này này, rồi cốc và khoang động cơ này là còn nguyên bản hết này. Đấy, ốc chân cabo này còn nguyên bản hết, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Đấy, ốc giảm sóc cũng còn nguyên. Đấy, còn nguyên bản và còn rất là mới, rất là đẹp quý vị bạn nhá. Đấy. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Ford Fiesta 2016 phiên bản 1.0 EcoSport này, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, lăn bánh được hơn 9 vạn km này các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 315 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Fiesta 2016 phiên bản 1.0 EcoSport này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.